Sông Hoa Lan rừng Bản Đôn Yến Nhi xin chào tất cả các bác nhé. Phiên buổi tối nay em lên đơn cho các anh chị một số mặt hàng nha các bác nhé. Hàng mới đi từ bóc rừng về này. Đó, cây còn nguyên bộ rễ luôn các bác nha. Đây, người dân họ đi muộn nên em hay like muộn nha các bác. Bác nào mà chốt cây này là 2,5 cặp lá này. Cây to nhá. Cây này bác nào yêu con này em để giá là 150k. 150k con lá mít cây to như thế này. Bác nào chốt con này là 150 cây lá mít hình số 1. Hình số 2 là con nó to hơn gấp đôi cái kia. Đó rất là đẹp, cùng lá mít rụt. 2,5 cặp lá mít rụt rịp rất là đẹp luôn này. Đó lá mít bản lá sọc chỉ rõ ràng luôn. Bác nào chốt con này em để giá là 220k này. 220, đây là hình số 2. Và hình số 3. Hình số 3 này một cây này. Đó. Cây cho hoa hết rồi các bác nhé. Hai cây này, dân mới đi lấy về này. Ba cây này, toàn hàng tuyển hàng đẹp luôn. Và bốn cây này, bốn cây em mít lá rụt rịp, lá mít xếp rụt rịp như thế này, cây đẹp, cây tuyển. Bác này yêu đơn này 250 này. 250, bác này yêu hình số 3. Hình số 4 là nguyên bản nha các bác nhé. Một này, nguyên bản mít này. Một này. Hai này. Đó, hai khúc mít nguyên bản như thế này. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 130 này. 130 cặp này nhá. Bắt đầu chốt hình số 4 thì em. Hình số 5 là cây lá dài nha các bác. Cây này là gọi lá dài này. Về các bác sổ hoa thôi. Biết đâu bắt mặt hoa nó đẹp thì sao. Đó, cây này thường thường nó hay ra bông bông tuyết trắng nhá. Bông tuyết trắng này. Cây thứ nhất này, cây thứ hai cực kỳ khủng luôn. Lá dài rồi các bác nhé, lá dài, cây mới mang từ rừng về chưa biết mặt hoa luôn. Cây này gọi là hoa sổ số, cây này là 1, 2, 2 cặp rễ lá, cây rất là khủng luôn này. Đó, cây hàng rừng như thế này đây các bác này. Đây, cây này dài này. Cây này là 2 này, 4 này, 6 này, phải 70cm luôn các bác ơi. 70cm cây rất là to, cây khủng luôn các bác nhé. Các bác mà trồng là các bác phải trồng cây này là các bác phải buộc dây lại. Đó, buộc dây lại. Đi ra. Các bác phải buộc dây lại nha các bác nha. Đó, hai cây to. Anh chị nào mà yêu đơn này hàng lá dài, em để giá là 300k này. 300k thôi các bác nhé. Đó, bắt đầu chốt. Hình số 5 giùm em. Hình số 6 là toàn cây nhạn lá mít xếp rụt rịt một cây này. Toàn hàng lá mít luôn nhé. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. 5 cây này, 6 này, 7, 8 và 9 này, gốc này cả chùm luôn, cả chùm là 1, 2, 3 cây cả chùm một gốc luôn các bác. Đó, anh chị nào mà yêu đơn này, toàn hàng đẹp, hàng VIP, anh chị nào mà chốt hàng nhạn này em để giá là 300k, 300k cho một hình số 6 nhé. Vì hình số 7 là cặp sau mít tiếp theo này, 1 cây này, 2 cây này, đó, 2 cây lá mít này bác nào yêu. Đây này em để giá là cặp này em để giá là 100 cặp mít rụt rịt này 120k. 120 tại vì em mua đơn này là 100k rồi em lời có 20.000. Đó, có một chốt thì này là 120 này. Và hình số hình số 8 nữa. Đây là hình số 8 này. Số 8 này 1 này. 2 này. 3 này. Một gốc 3 cây lá mít nha các bác nha. Gốc 3 cây lá mít này. Rất là đẹp luôn. Lá mít cùng một chùm luôn. 5 cây, 6 cây, 7 cây và 8 cây. Đó anh chị nào mà yêu đơn này em để giá là 150k. Đơn này hàng lá mít rất là đẹp luôn. Yên số 8, hình số 9. 1 cây này. Đó, 1 cây này. 2 cây này. 2 cây này. Đó, bác nào chốt 2 cây to này. 2 cây này chung chung 100k này. 100k đơn này, cái hình số 9, hình số 10 là em bán xả lô luôn đơn này các bác. Hàng này là nó bị lỗi lá ở trong rừng. Có cây thì bị mấy đứa nó mang về là dập. Còn cây thì nó bị lỗi trong rừng sẵn này nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Có cây thì cũng đẹp này, 4 này, 5 này. Cây cũng đẹp nữa các bác. 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, cây này là thân dừa này, các bác về là một cậu, 10 cây, 11, 12, 13, toàn cây to luôn các bác nhá, 14, 15, 16, 17, 18, cây này còn cây con nữa nha các bác nhá, cây con nhỏ này, và cái lá nó bị gãy miếng này nhưng mà chưa ra, 8, 19, 20, 21, 22 cây, 22 cây to, toàn là hàng to. Bắt đầu chốt đơn này em xả lỗ là 700k này, 700k đơn này nha các bác. Nhìn thì các bác mang về các bác ghép, thiết ghép cây xoài hay cây me tùy các bác nhé. Đó, hàng này bao đẹp, về các bác
trồng lên thì sau này rất là đẹp luôn. Đó, hàng như thế này giá rẻ luôn. Và hình số 11. Hình số 11 là đơn nguyên bản nhãn 1 này, 2 này, 3 này và 4 cây này. Cây này lá xếp rất là đẹp. 4 cây hoàng nhãn lá rụt rịt như thế này. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 180 này. 180 đơn đẹp như thế này các bác nhé. Bắt đầu yêu hình 11. Hình 12 là cây nhãn lá rụt rịt. Cây này thì ngọng hoa của nó được 2 ngọng này. Đó, lá rất là rụt luôn. Bắt đầu chốt con này 150 này. 150 đơn này nha các bác nhé. Hình 12, hình 13 này. Hình 13 là 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, toàn hàng lá mít nha. 4 cây này, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây. Bắt đầu chốt 9 cây lá mít rất là đẹp. 300k này, 300k đơn này nha các bác nhé. Đó, 9 cây. Và hình cuối cùng là đơn lá mít su nha. Lá mít su bao đẹp, bao tròn. Bao đẹp luôn. Là vì ở trong này là mấy đứa bỏ vào cái bao các bác. Bị gãy xíu thôi. Tại vì cây này rất là ngắn, ngắn bằng cây như thế này. Nhưng mà bị ít thôi. Nhưng mà về mình trồng rất là đẹp này các bác này. Đó, cây này mà không gãy thì giá của nó phải cao đấy. Rồi cây này bị gãy là em bớt tiền cho các bác, em để giá là giao lưu cho các bác 700k hàng Mitsu như thế này. Đó là lời em mới có Mitsu tròn như thế này, tròn cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó, nguyên bản rất cực chất luôn. Đó, phiên tối nay em chỉ có đơn hàng đấy. Các bác nào mà chốt lên đơn thì cứ liên hệ qua số của em nha. Em xin chào tạm biệt các bác, chúc các bác một buổi tối vui vẻ nhé.